Sài Gòn Duy Nhất xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở ngay cầu Thủ Thiêm của quận 2. Ở đây rất là mát mẻ luôn và mình có thể ngắm nhìn Sài Gòn về đêm. Thật là lung linh và ảo diệu. Mát lắm các bạn. Và trời cũng đã sắp tối. Thì mình cũng bắt đầu đói bụng rồi. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái chỗ rất là đặc biệt luôn. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi qua quận 6 để ăn hủ tiếu Mỹ Tho chị Phụng nha. Đi thôi các bạn. Hủ tiếu Mỹ Tho chị Phụng là ở địa chỉ 71 Bửu Đình, phường 5 quận 6 ha. Thầy bán có hả? Dạ. Hai trăm tư thôi 60 AB của. Wow, nhìn cái thao mà sơn ống xíu quách nè, muốn xỉu luôn á. Thì ở đây có loại hủ tiếu rất là nhiều loại nè, tim, gan, phèo, bò viên, xá xíu, đều đồng giá là 40.000, riêng là hủ tiếu xíu quách thì là 55.000. Theo mình hỏi á, thì cái xương này á, sẽ ninh trong khoảng là 4 tiếng đồng hồ, cho nên là nước lèo rất là ngọt luôn. Và hiện tại thì họ bán đem về nhà chứ chưa có được ngồi ăn tại quán, đóng sẵn thành từng cái bọc vậy đó để đem về nhà rất là nhanh luôn. Mình cũng sẽ mua về nhà ăn hết các bạn ha. Bây giờ thì đã về đến nhà rồi, mình mở ra nè mọi người xem. Đây là một phần nè, gồm có là hủ tiếu nè, rồi nguyên một cái tô xương rất là to luôn, rau và nước chấm. Cái mà tô màu đỏ đỏ đó là phần hủ tiếu khô mình mua thêm, giá là 15.000. Rất là hấp dẫn. Cái hủ tiếu Mỹ Tho nó khác với hủ tiếu thường á, là không bị chua và cái sợi nó sẽ dai hơn hủ tiếu thường, cho nên là ăn sẽ không bị ngán. Và ở đây thì người ta nấu theo khẩu vị là của người Hoa. Đây, cái xương ống nè, các bạn xem nè. Nhìn đúng là muốn té xỉu thiệt. Cái phần tủy, nếu mà các bạn muốn ăn thì mình lấy cái ống hút á, mình trọt vô cái chỗ đó rồi mình hút lên. Rất là ngon luôn, nó sẽ béo béo. Cái chén nước chấm họ cho cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn, là một chút nước tương, giấm tiều, rồi vài lát tỏi ngâm chua nè, để mình ăn chung với lại xíu quách á. Theo mình nghĩ thì một phần này thì rất là nhiều luôn á. Nội mà mình ăn cái xương thôi là đã thấy no rồi. Bây giờ mời mọi người nha, ăn thử ha. Này thì họ sẽ bán từ 5 giờ chiều cho đến hết thì thôi, cho nên là có thể là đến 9 giờ tối hoặc là có khi mình thấy đến 11-12 giờ. Nếu mà thích video này thì các bạn nhấn like, share, subscribe cho mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.